ghét trên đời nghe. Có xe hơi siêu địch á, làm ơn cho thuê xe viết nhà cửa nó ha. Nhà cửa không biết nhà cửa đó, nó thuê có ngày à, mà nó đem xe đi cầm, mà trước nó lấy xe cả nó cầm rồi. Bà con thấy không? Mấy gì khó khăn thì bây giờ xe nó cầm lên mạng cầm xe, mà xe cầm 700 triệu, cầm 70 triệu. Đó giờ sau đây. Mà khó cho đội hiệp sĩ Hải, vấn đề khó. Giờ Đức đem vô công an thôi. Nó thắng là thằng này đưa công an không có vô ở tù, 700 triệu là ở từ 7 năm đến 15 năm. Đó, mày chọn nước nào thì mày điện về nhà, kêu người nhà thương lượng với chủ xe để đền ta. Thấy không? Chứ gì là cho thẳng luôn, chứ gì muốn ở tù không? Từ hôm đầu em mày có chơi ma túy đá gì không? Không. Không sao mà làm bậy vậy, có vợ con chưa? Chưa. Làm ăn kỳ vậy. Thì chưa thấy ai nhưng mà như em á, mình sống sống đàng hoàng. Má đá người mình vừa hơi xe ta cho mình hơi xe rồi thì làm ơn mình giữ uy tín ha. Em gì? Em không gì? Liên hệ được cái là em liên hệ gì? Liên hệ lên mạng. Mày em lên mạng, em lên mạng em cầm cố xe là biết là lấy biết là em được cái đầu em sao rồi. Chứ sao tại mà đồ quá trường xong vô cầm. Phải không? Tại mà đồ quá trường xong vô cầm mà đi cầm trên mạng. Cầm mạng lại biết sao là em biết đứt của xe ta rồi. Đó em thấy không? Có hình ảnh. Mày có chụp hình không? Có hình trên Zalo. À, ừ. Trên Zalo là cái hình cầm bảy bả. Không là hình chính xác là gặp em rồi em nhìn là đúng. Nói giọng miền nào? Người Bắc. Thấy chưa? Rồi thua luôn đó bà con bé này cảnh giác trên đời này ha. Ở đây là bà con cô bác cảnh giác hay bà con cô bác có xe hơi là tự mình lấy đi. Ở đây là bà con cô bác cảnh giác, bây giờ có xe hơi rồi nói chung là cho thuê xe là phải giữ giấy tờ chứng minh bằng lái, biết nhà cửa nha bà con cô bác, chứ bây giờ là coi như là bọn này nó manh động lắm. Nha bà con cô bác, bọn này nó manh động lắm, như này bà con cô bác phải cảnh giác giùm nha. Mong bà con cô bác cảnh giác giùm. Bây giờ em hỏi tên gì? Em Lưu Văn Cương. Nó lớn lên. Em Lưu Văn Cương. Sinh năm mấy? Sinh năm 88. Quê đâu? Quê Thanh Hóa. Thì giờ tạm trú đâu? Tạm trú Bình Gia, Tân Bình. Bây giờ em làm thì giờ em làm gì? Mới đầu năm nay em chưa đi làm. Đang vướng vào vụ xe nên chưa đi làm. Em biết em việc cán đây nằm trước mặt em á, mình có thể gây sự mất có vợ con mình anh hậu quả xin việc làm này. Ba hồi đó đi trộm xe đi cầm đi bán đó, mày thấy không? Bây giờ sao? Bây giờ điện về nhà coi xong kêu người nhà thương lượng với chủ xe để chủ xe lại về trả cho ta. Mà xe giờ trên mạng đâu biết mẹ đâu, mà chết thì em thấy chết đâu, em cũng không nghe máy nữa đó bà con bác, nên cảnh giác ha. Xe cầm đó cố đó, cho mượn xe cho thuê xe thì mình lo mình chạy ha, chạy xong rồi đến ngày giờ trả cho ta. Giờ đeo lên mạng mình cố ý mình lên mạng mình cầm xe ta là mình bán rồi, đó bị cầm đồ hết chai xem đồ quá chừng luôn sống cầm đó, nên là giờ anh không biết sao. Giờ mong bà con cô bác cảnh giác giùm nha. Bà con cô bác cảnh giác cao độ giùm nha bà con cô bác. Bây giờ nói chung là manh động lắm, các cái đối tượng mà thuê xe với mượn xe là coi như là rất manh động nha bà con cô bác. Bây giờ nói chung là xe không đúng chủ, không giấy tờ coi như là cầm, coi như cầm cố, tìm ở trên mạng để cầm cố. Bây giờ coi như là mất xe mất cộ rồi, bây giờ là coi như là không có để mà xe để mà trả cho người bị hại. Bây giờ bắt buộc anh em đội sĩ Minh Hải là phải đưa về công an thôi. Đưa về công an để cho công an giải quyết cái vụ này, chứ còn thật sự ra là cho ngồi tù thôi chứ không có nói năng gì nghe bà con cô bác. Mong bà con cô bác chia sẻ giúp giùm ha. Bà con kêu cô bác chia sẻ giúp giùm. Xin chân thành cảm ơn bà con cô bác nhiều. Đúng mà, xe ta đi hơi xe ta đi mấy ngày Tết. Đi chơi đi giờ trả cho ca, đi cầm chơi lên mạng cầm là mày cố ý bán xe ca. Nó thuê có ngày một có ngày phải có ngày à, là cố ý rồi. Cố ý rồi cái mày lừa nhiều lắm không? Hồi đó mày cầm mấy chiếc rồi à? Hồi đó cầm mấy chiếc rồi? Hồi đó gì cầm mấy chiếc rồi? Xe thuê thì em chưa, trước đây em có cầm xe của anh trai rồi. Mày cầm mấy chiếc rồi? Hồi đó mày cầm mấy chiếc rồi? Trước đây em có cầm xe của anh trai. Em nói cho thật luôn. Rồi được. Cầm mấy chiếc rồi? Mà cầm mấy chiếc rồi? Thì em cầm mỗi xe anh trai. Bây giờ nè, sự việc của em nè, bây giờ em biết là cái này là bây giờ không kịp nữa là em ở cầu rồi. Phải tìm được xe là em ra cầu bãi nại cho em ha.
Rồi mày biết nhà thằng đó là ở đâu không? Em không. Hả? Em không, hôm trước em cho hết số bên bên công an rồi, bên chỗ anh Quang các thứ. Đã thấy sai lầm không? Bà cô bé mình cảnh giác ha. Không nên cho thuê xe. Má xe mình tự mình chạy, cầm chạy mình chạy thuê mẹ đi. Mình chạy không cho thuê xe đi. Thuê xe làm cho thuê giấy tờ được. Thôi rồi nè, bây giờ nói với bà con bác nè. Đi thuê xe bà con cô bác chủ xe cũng cảnh giác ha. Bây giờ thuê xe mà thuê 2-3 giai đoạn. Cho công ty thuê, công ty cho này thuê, rồi này lên mạng. Lên mạng rồi bán xe người ta. Cái đó là em cố ý bán xe người ta rồi. Chứ nữa, chứ sao lên mạng ba, cái đoạn làm sao em lên mạng làm gì? Em lên mạng làm gì nó coi? Em tìm để em tìm gì? Nó làm sao? Tìm sao? Thì em tìm là cầm xe đấy. Tìm xe sao tìm đồ hết trơn á? Tìm đồ cầm xe hơi dù là xong cầm mà lên mạng. Thế mày cố ý mày cố ý mày bán chứ cầm gì? Mày quê đâu? Em Thanh Hóa. Mày họ tên gì? Em Lưu Văn Cương. Sinh năm mấy? Sinh năm mấy? Sinh năm 1988. Quê ở đâu? Nói rõ ràng địa chỉ. 9 Vinh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Mày Vĩnh Lộc đúng không? Dạ. Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đúng không? Dạ. Mày bây giờ mày tạm trú ở đâu? Em đang tạm trú ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh quận mấy? Quận mấy? Quận Tân Bình ạ. Đường nào? Phường nào? Đường nào? 37 Bình Dã, phường 13 quận Tân Bình ạ. Ủa con Bình hả? Rồi mày vào đây lâu chưa? Vào đây mấy năm rồi. Giờ mày làm nghề nghiệp gì? Em thì trước em làm về thiết bị y tế. Bây giờ nè. Dạ. Em thuê xe ngày mấy? Xe ngày mùng 8 à, mùng 7 mùng 8 gì đấy. Thuê xe hiệu gì? Honda City ạ. Biển số? Số em không nhớ thì em xem. Thôi giờ mình là giờ bây giờ em lên mạng. Em lên mạng làm cách sao lên mạng sách mà em bán được xe em mới nghe kìa. Mạng sao? Em search là cầm xe rồi ạ. À search cầm xe. Dạ. Mà sao tại mình đồ quá chừng sống cầm mà lên mạng cầm. Tại vì lên mấy, mạng cầm rồi biết nhà cửa đâu là cầm. Mấy ngày Tết không có. Em thấy sai lầm không? Bây giờ cầm này bây giờ em cầm có em như cầm vô kỳ. Lúc đấy em bảo người ta là em muốn cầm 70 triệu. Ồ xe cầm 700 triệu, cầm 40 triệu mấy cầm như chưa? 70 triệu ạ. Xe cầm 700 triệu cầm 70 triệu. Mày thấy giờ mình sao? Thấy có 70 triệu mà mày cầm 70 triệu mà giờ xe cầm 700 triệu, bây giờ sao? Giờ làm sao giờ kẹt kiếm đâu giờ xe giờ tìm đâu? Giấy tờ mà cầm xe đâu? Giấy tờ cầm đâu? Này mày bán gì cầm gì? Không. Mày ẩu quá là ẩu thiệt. Em liên hệ qua số điện thoại các thứ ở đây em liên hệ. Bây giờ điện nó được không? Không được. Thấy chưa? Thì lúc anh không được em mới lên báo công an luôn. Sao? Là hôm đấy điện không được cái là buổi chiều em ra báo với anh.